Trước nhất á, thì đây là một tổ chức có sự nhập nhằn. Danh nghĩa là câu lạc bộ tình người, rồi tổ chức á, là công ty phát triển trí tuệ và cộng đồng. Nhưng mà trên thực tế thì hoạt động như là một phong trào tín ngưỡng và tôn giáo mới. Về phương diện pháp luật, cụ thể là luật tôn giáo tín ngưỡng đó, thì hoạt động của nhóm câu lạc bộ này đó và công ty này là không hợp pháp, tức là không xin phép sinh hoạt tôn giáo. Nhưng mà trên thực tế đó thì lại có những nội dung tôn giáo rất là dày đặc trong các sinh hoạt của mình. Thứ hai đó, về phương diện tôn giáo đó, thì câu lạc bộ tình người này đó hỗn hợp các tôn giáo và lấy đạo Phật làm một cái nền để thu hút quần chúng Phật tử và những người yêu quý mến đạo Phật dễ dàng chấp nhận và gia nhập vào làm thành viên của câu lạc bộ này, để theo đó đó trở thành là tín đồ mới, tức là từ bỏ đạo Phật để đi theo một truyền thống tín ngưỡng không được luật pháp Việt Nam thừa nhận. Về phương diện nhà nước đó, thì bất cứ một hoạt động mang danh nghĩa tôn giáo thuộc công ty hay là câu lạc bộ nào mà không nằm ở trong cái sự xin phép và cho phép thì được xem đó là các hoạt động phi pháp. Điều mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam quan ngại đó, đó là nội dung của cái cuốn cẩm nang hướng dẫn cho các thành viên của nhóm này đó, thì có nội dung rất là dày đặc về Phật giáo mà phần lớn đó có thể nói là sai lệch tông chỉ của đạo Phật, và đã làm cho người ta dễ bị ngộ nhận rằng đó đây là một giáo phái của Phật giáo núp dưới danh nghĩa của một câu lạc bộ, rồi núp dưới danh nghĩa của một cái công ty phát triển trí tuệ, mà thực chất là truyền bá mê tín để mang lại cái lợi ích cho cái nhóm tổ chức các cái hoạt động tôn giáo trái pháp luật này. Và do đó tôi rất mong ban tôn giáo chính phủ, nhất là ban tôn giáo thành phố Hà Nội cũng như nhà xuất bản Hồng Đức hãy xem xét lại việc cho phép xuất bản quyển sách cẩm nang của nhóm này, vì nó dẫn đến tình trạng là truyền bá những cái thông tin cực kỳ sai lầm về đạo Phật, nó làm cho tính lạc dẫn đối với người đọc. Trong tổng số 50-60 ngàn ấn bản mà nhóm này đã ban hành trong thời gian qua, và nếu không sớm ngăn chặn các cái hoạt động phi pháp này đó, trái với luật pháp Việt Nam và trái với nội dung của đạo Phật, nhưng mà lại lấy danh nghĩa của đạo Phật, thì tôi nghĩ rằng là nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với cộng đồng, và rất nhiều người có thể trở thành nạn nhân của hoạt động này, đó là điều rất là đáng tiếc. Về bản chất đó, đây là một cái nhóm tín ngưỡng mới mà tôi tạm gọi đó là tín ngưỡng phi pháp. Và ở đứng góc độ về Phật học đó, thì đó là một tà phái, tức là chủ trương sai lợi dụng danh nghĩa của Phật giáo để cho ta dễ tin, và do đó có thể thu lợi ích từ cái niềm tin thiếu hiểu biết đó. Về phương diện hành chánh đó, thì nhóm câu lạc bộ này chưa từng là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và do đó mọi danh nghĩa vay mượn từ Phật giáo được xem là không chấp nhận được. Và tất cả các hoạt động tôn giáo, dù là phong trào tôn giáo mới mà chưa được luật pháp Việt Nam công nhận, thì việc sinh hoạt đó ngoài cái chuyện phi pháp, nó còn là hoạt động gọi là tà giáo. Và điều này nó rất là nguy hại đến văn hóa Việt Nam, tôn giáo Việt Nam, cũng như là có thể gây rất nhiều những cái ảnh hưởng xấu và tiêu cực đối với những người nhẹ dạ cả tin vào các cái hoạt động tôn giáo phi pháp của câu lạc bộ tình người này. Như tôi vừa nói đó, họ vay mượn giáo lý đạo Phật để dễ dàng thu hút được cộng đồng đi theo, nhất là một số quần chúng Phật tử ở miền Bắc và thủ đô Hà Nội đó, thì nắm Phật pháp chưa vững, dễ dàng bị vướng vào cái bẫy vay mượn này.
tôi xin đơn cử cái tác phẩm Pháp Bảo mà họ đã xuất bản 50-60 ngàn quyển đó, hầu như trang nào có đề cập đến Phật giáo là đều có sai lầm ở trang đó. Tôi đưa ra một ví dụ, khi nói về nguồn gốc của các đức Phật đó, thì quyển sách này đó cho rằng là Đức Phật Nhiên Đăng đó là xuất thân từ Việt Nam, như vậy đạo Phật là Việt Nam mới là đạo Phật gốc, còn Ấn Độ đó, chỉ là đạo Phật dánh thôi. Thì đây là một cái thông tin đó là phi lịch sử, phi khoa học, trái ngược lại hết tất cả những cái bằng chứng khảo cổ học, bằng chứng lịch sử, và nó tạo ra cái ngộ nhận rất là lớn. Và nhất là người ta có thể ngộ nhận rằng là Phật ở Việt Nam là linh thiêng hơn, rồi những người chủ trương tà phái này đó thì có thể đại diện Phật ở Việt Nam, thì nó làm cho quần chúng dễ cuồng tín và thần bí họ, tôn sùng họ, trở thành là những fan cuồng, và điều đó là rất nguy hại cho cộng đồng. Một đơn cử thứ hai đó, khi đề cập đến việc nói về tuổi thọ của chánh pháp đó, thì quyển này nói rằng đạo Phật sau Phật Thích Ca đó là bị mất kinh, tổn giảm này nọ, cho nên là cái chân lý của đạo Phật đó nó không được đảm bảo. Thì đây là một cái thông tin rất là sai lầm. Hiện nay đó thì trong kinh Tạng Pali chúng ta còn khoảng 17.000+ bài kinh. Kinh Tạng của Nhất Thiết Hữu Bộ thường được gọi ở Việt Nam nôm na là kinh A Hàm đó, thì cũng khoảng 17.000 bài kinh. Còn kinh Điển Đại Thừa thì có hơn 3.000 bài kinh. Tổng cộng thì chúng ta còn 38.000 bài kinh. Đó là một cái nguồn dữ liệu kinh văn rất là phong phú so với các tôn giáo trên toàn cầu. Và nhóm tác giả này đó thì họ rất là thiếu cái kiến thức nền tảng, tức là cái kiến thức về Phật pháp của người chủ trương rất là kém, nhưng mà có lẽ là họ vay mượn Phật giáo để dễ dàng thu hút người chúng về và cá tin thôi. Nói chung đó là bất cứ một nội dung gì mà đề cập đến Phật giáo thì nó không sai một lỗi thì cũng sai 5-10 lỗi khác nhau. Và do đó tôi rất mong á, nhà xuất bản Hồng Đức hãy cho sớm cho thu hồi giấy phép của quyển sách này, vì cái sự truyền bá quyển sách này nó sẽ gây ra rất nhiều các hậu quả xấu đối với cộng đồng. Nếu xét về nội dung á, thì nó còn hơn là truyền bá mê tín dị đoan. Truyền bá mê tín dị đoan á, thì nó gồm có thứ nhất á, là nói những cái điều nó sai với chân lý, sai với sự thật, và nhất là đó vay mượn hình ảnh Phật giáo để truyền bá những điều trái lại với Phật giáo, chống lại Phật giáo, thì tôi cho rằng là rất là nguy hại. Ở mức độ của luật pháp đó, thì đây là các hoạt động phi pháp, vì chưa từng xin phép và chưa từng được phép sinh hoạt, lấy danh nghĩa là câu lạc bộ rồi công ty, nhưng mà thực tế là toàn là các hoạt động mê tín. Mặc dù công ty thì mang tên đó là phát triển trí tuệ và cộng đồng, nhưng mà người nào đi theo đó, thì từ việc có kiến thức thì họ sẽ trở thành là mê tín, từ mê tín ít thì trở thành là mê tín nhiều, từ việc hiểu sai trở thành là việc hiểu cuồng, và dẫn đến nhiều cái kiến thức đó là bế tắc. Cho nên là tôi cho rằng đó, đây không chỉ là mê tín dị đoan mà còn là một tà phái hay là tà giáo hay là tà đạo, và cộng đồng cần lên án để các hoạt động này sớm được kết thúc. Trước nhất đó, về phương diện kinh tế đó, thì những tà phái tà giáo, những hoạt động mê tín đó là cấy vào cái nỗi sợ hãi của con người về những thứ mà họ không biết, rồi sau đó đó là mới chi phối đời sống tinh thần của người đó bằng cách đó là yêu cầu những người mê tín này đó phải đóng góp một cái khoản tiền lớn để mua các cái dụng cụ tôn giáo, rồi tiến hành các cái nghi lễ tôn giáo để xóa nghiệp và xóa nỗi khổ niềm đau và xóa những cái chướng duyên thử thách ở trong đời. Thì đối với những người mà có tiền bạc á, thì việc là bỏ một khoản tiền để mua cái sự bình an thì họ xem nó rất là rẻ. Còn đối với những người nghèo mà thiếu hiểu biết á, thì họ đi vay nóng, dẫn đến tình trạng á, là nợ nần chồng chất. Có nhiều trường hợp á, gần như là giang hồ đến xử. Còn, về phương diện kinh tế gia đình á, thì bất cứ một thành viên nào trong gia đình tin vào những phái tà giáo mang tính trục lợi này đó, thì đều dẫn đến cái sự xào xáo gia đình. Gia đình đang hạnh phúc ấm im, một hành động mê tín đã làm cho gia đình bị tranh chấp,
cãi vã, thậm chí là ly thân, có trường hợp là ly dị, có trường hợp thì tán gia bại sản. Còn về phương diện nhận thức á, thì khi mà một niềm tin sai lầm đã được cấy vào trong bộ não của con người dưới hình thức là sự hù dọa để tạo ra sợ hãi rồi đó, thì người ta bị chi phối rất là lâu dài, cho đến lúc nào đó có được một cái thông tin đúng, liên tục giải thích, phân tích, chứng minh đó, thì các nhận thức đó mới được tẩy não được. Còn bằng không đó, thì cái hậu quả nghiêm trọng đối với những người mê tín xem các cái hoạt động tà giáo tà phái này đó là chân chính đó, thì có thể kéo dài đến nhiều năm, thậm chí là vài chục năm, thậm chí là một kiếp người. Thì đây là điều rất là đáng tội nghiệp đối với cộng đồng. Cho nên ở ba góc độ nêu trên đó, thì tác hại cho gia đình, tác hại cho xã hội, tác hại cho cá nhân của những người tin vào tà thuyết này là rất lớn. Cho nên tôi mong các cơ quan chức năng nhập cuộc, bao gồm các cơ quan pháp lý, cụ thể là Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội, cũng như nơi cấp giấy phép đó là nhà xuất bản Hồng Đức, hãy sớm nhập cuộc để khép lại các hoạt động phi pháp này, để không còn tạo ra bất cứ một hậu quả xấu nào đối với cộng đồng nhẹ dạ cả tin.